Vâng, hiện tại là 6 giờ tối ngày 15 tháng 1 năm 2019 thì hiện tại chúng tôi đang đây tại trong xưởng của chúng tôi thì đang lắp đặt một bộ ghế tần thủy hoàng bộ mít cho một vị khách hàng Hạ Hòa và vợ chồng Hà Thọ Hiền Đa. Đang trong quá trình lắp ráp hai bộ ghế tần thủy hoàng đây. Đây là phần quay mặt dưới. Chúng tôi đang dựng lên dựng phần tựa vai. Trong này là hai chiếc quay nhỏ. Phía ngoài này là phần bàn và đôn. Đây là phần bàn và đôn hai bộ ghế tần thủy hoàng. Một hai hôm nữa thì khi bộ ghế hoàn thiện lên thì tôi sẽ quay cho mọi người cùng xem.